chào mừng quý vị đang đến với kênh vn youtuber thưa quý vị trong quân đội việt nam có câu nói nhất tấn nhì an tam đan tứ trơn để nói khái quát về những vị tướng tài giỏi nhất trong hai cuộc chiến tranh chống pháp và chống mỹ trong một chương trình trước tôi đã kể câu chuyện về tướng lê trọng tấn người được ví như du cốt của việt nam vì tài chỉ huy tác chiến hiệp đồng binh chủng trong video này xin được kể về tướng nguyễn hữu an Nói đến tướng Nguyễn Hữu An là nói đến một vị tướng đi lên từ khói lửa trận mạc. Từ khi nhập ngũ vào tháng 8 năm 45 cho đến khi từ trần vào năm 1995, tướng Nguyễn Hữu An đã có 50 năm gắn bó với quân đội. Trong 50 năm đó, ông đã có mặt tham gia ở hầu hết các cuộc chiến tranh lớn của dân tộc ta trong thế kỷ 20. Từ kháng chiến chống Pháp đến chống Mỹ, chống Khơ Mê Đỏ rồi chống quân xâm lược Trung Quốc. Đến tận năm 1988, tướng Nguyễn Hữu An mới rời chức tư lệnh quân khu 2, nơi vẫn còn đang có xung đột với quân Trung Quốc, để về nhận chức giám đốc học viện lục quân, rồi đến năm 91 nhận chức giám đốc học viện quốc phòng. Nói về chiến trường, Nguyễn Hữu An đã có mặt ở hầu hết những nơi nóng bỏng nhất của chiến tranh. Đó là đường số 4 đánh Pháp trước năm 50, tấn công đội A1 trong chiến dịch điện biên phủ, chỉ huy bộ đội đánh những trận vang dội như thung lũng Ia Rang, Đắc Tô Tân Cảnh ở Tây Nguyên, giải phóng cánh đồng chum ở Lào, đánh địch ở đường 9 Nam Lào 1971, tham gia mặt trận trị thiên phòng ngự Quảng Trị năm 1972, tư lệnh quân đoàn 2 đánh vào Huế Đà Nẵng, rồi tham gia cánh quân phía Đông là cánh quân đến dinh độc lập sớm nhất trong chiến dịch Hồ Chí Minh. Chỉ huy quân đoàn 2 trong chiến dịch tiến công quân Khmer Đỏ cuối năm 78 đầu năm 79. Sau khi giải phóng Phnom Penh, quân đoàn 2 của tướng An được Liên Xô giúp đỡ không vận về miền Bắc để chống quân Trung Quốc. Thưa quý vị, những tóm tắt trên đây đủ cho thấy tướng Nguyễn Hữu An có một quá trình chiến đấu cực kỳ dày dạn, trưởng thành từ cán bộ chỉ huy tiểu đoàn trong những năm tháng đánh phục kích trên đường số 4 cho đến tư lệnh một quân đoàn cơ động. Do vậy, đại tướng Võ Nguyên Giáp gọi Nguyễn Hữu An là vị tướng trận mạc là một biệt danh rất xứng đáng. Có lẽ có bạn sẽ thắc mắc rằng, đã là tướng thì công việc là đánh trận, cho nên gọi là vị tướng trận mạc phải chăng là thừa. Thật ra thì không phải vậy. Trong thực tế, cũng có những người mang hàm tướng nhưng công việc của họ ít khi trực tiếp đối mặt với hòn tên mũi đạn ngoài mặt trận. Với riêng tướng Nguyễn Hữu An, gọi ông là vị tướng trận mạc là vì hai lẽ. Thứ nhất là trong gần 40 năm trực tiếp cầm quân, ông đã có mặt ở hầu hết các chiến trường nóng bỏng trong vai trò người chỉ huy bộ đội, như tôi đã vừa tóm tắt ban nãy. Nếu gọi số lượng những chiến dịch tham gia là gia tài của một vị tướng, thì tướng Nguyễn Hữu An có một gia tài phong phú vào loại hàng đầu trong các tướng lĩnh Việt Nam. Thứ hai là trong quá trình phát triển binh nghiệp, tướng Nguyễn Hữu An là một trường hợp có duyên với chiến trường hơn là những trường học quân sự. Năm 1963, tướng An lúc đó đang mang quân hàm thượng tá, đã được đi học tiếng Nga trong nửa năm. Học xong đã làm hộ chiếu, chuẩn bị sang Liên Xô học ở học viện Prosilov thì lại có lệnh sang làm nhiệm vụ ở cánh đồng chum bên Lào. Cuối năm đó hoàn thành nhiệm vụ ở cánh đồng chum trở về, lại được cử sang Trung Quốc học Chuyến đi tưởng chừng đã chắc chắn, mọi thứ đã xong, đã liên hoan chia tay gia đình bạn bè, đợi hôm sau lên đường, thì buổi tối nhận được điện không đi nữa, mà vào quân khu 4 nhận chức sư đoàn trưởng sư đoàn 325 để hành quân vào Nam chiến đấu. Cuối tháng 6 năm 72, Cục cán bộ báo tin trong Nguyễn Hiếu An là chuẩn bị sang nghỉ ở Cộng hòa Dân Chủ Đức một thời gian. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau, Cục cán bộ lại báo tin là tình hình chiến trường Quảng Trị đang gặp nhiều khó khăn, ý của Bộ, anh ở lại nhận nhiệm vụ mới. Sau đó thì tướng An được chỉ định làm sư đoàn trưởng sư đoàn 308 đang chiến đấu ở Quảng Trị. Đến tháng 5 năm 74, tướng Nguyễn Hữu An lại nhận lệnh rời chiến trường Trị Thiên ra Hà Nội để chuẩn bị đi học ở Liên Xô. Thế nhưng chỉ vài ngày sau khi về Hà Nội, người của cục cán bộ lại tới bảo Thôi không đi học ở Liên Xô, anh cứ nghỉ chờ nhận nhiệm vụ mới. Cũng vào hôm ấy, tướng An được mời xem một trận đa bóng ở sân hàng đẫy. Trung tướng Lê Trọng Tấn gặp ở khán đài hỏi nghe tin anh ra để đi liên xô học phải không? Khi biết lại có lệnh thôi, tướng tấn đỏ mặt nói gần giọng. Quái lạ thật, thằng nào chiến đấu thì cứ chiến đấu miết, tôi phải nói việc này mới được. Trong hồi ký chiến trường mới, tướng Nguyễn Hữu An có nhận xét. Có lẽ nhờ anh Tấn nói với ai đó nên tôi vẫn được sang liên xô học. Dân ta thường nói quá tam ba bận, nhưng ở trường hợp của tướng Nguyễn Hữu An, lần thông báo năm 74, là lần thông báo đi học thứ ba và nếu tính cả lần đi nghỉ hụt ở Đức thì là lần thứ tư ông mới được tạm nghỉ chiến đấu để ra nước ngoài và cũng là phải nhờ tác động của tướng Tấn lúc đó là phó tổng tham mưu trưởng nếu không có lẽ tướng An sẽ lại bị hủy việc đi học để nhận nhiệm vụ ở một chiến trường nào đó điều đó có nghĩa là sau 29 năm nhập ngũ tướng Nguyễn Hữu An mới được đi học ở một trường lớp quân sự chính quy tuy nhiên nhờ đã thực chiến nhiều năm trên chiến trường với các đối thủ sừng sỏ là quân đội pháp và mỹ nên tướng an đã tiếp thu rất nhanh ông viết trong hồi ký rằng những năm tháng chiến đấu hiệp đồng tương đối hiện đại với đối phương là quân đội mỹ đã giúp tôi dễ dàng tiếp thu nguyên tắc lý luận quân sự học ở trường trong thời gian học các thầy đã giúp tôi hiểu ra nhiều điều mới mẻ có tính nguyên lý ngay trong những trận đánh mà tôi đã trải qua chuyến đi học liên xô khoảng hơn nửa năm đã giúp nâng tầm tướng nguyễn hữu an sau khi về nước ông được bổ nhiệm làm tư lệnh quân đoàn 2. Chuyến đi học này có thể xem như sự kiện đánh dấu một bước mới trong cuộc đời binh nghiệp của tướng An. Từ đây, ông là một sĩ quan cao cấp chỉ huy một binh đoàn cơ động hàng vạn con người với trang bị kỹ thuật hợp thành của nhiều binh chủng. Trên cương vị tư lệnh quân đoàn 2, tướng Nguyễn Hữu An đã cùng quân đoàn của mình góp phần đánh thắng trong chiến dịch Huế Đà Nẵng, rồi sau đó hành quân cơ giới, vừa đi vừa đánh địch từ Đà Nẵng và đến ngoại ô Sài Gòn để tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh trong đội hình cánh quân phía đông do tướng Lê Trọng Tấn làm tư lệnh. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, đơn vị tăng thiết giáp thọc sâu của quân đoàn 2 là đơn vị vào chiếm dinh độc lập đầu tiên, dù cho ban đầu bộ tư lệnh chiến dịch có ý dành nhiệm vụ đó cho quân đoàn 4. Sau đó, trong tháng 12 năm 78, khi Việt Nam tổ chức chiến dịch quân sự lớn do tướng Lê Trọng Tấn làm tư lệnh để đánh đổ tập đoàn Pol Pot, tướng Nguyễn Hữu An là tư lệnh quân đoàn 2 cũng tham gia một mũi tiến công từ An Giang sau khi đã tiêu diệt chế độ khmer đỏ, giải phóng được Phnom Penh và khi Trung Quốc nổ súng đánh Việt Nam ngày 17 tháng 2 năm 79, quân đoàn 2 được không vận về miền Bắc chống quân Trung Quốc. giai đoạn từ 1975 trở đi, tướng Nguyễn Hữu An đã là một chỉ huy cao cấp, chỉ huy một quân đoàn mới lối đánh binh chủng hợp thành chính quy. các chiến thắng của quân đoàn 2 ở Huế, Đà Nẵng, ở chiến dịch Hồ Chí Minh và ở chiến dịch tiêu diệt khmer đỏ đã phản ánh tài năng trình độ chỉ huy binh đoàn lớn tác chiến hiệp đồng quân binh chủng của tướng Nguyễn Hữu An dù cho ông chỉ được học chính thức trong một trường quân sự trong thời gian tương đối ngắn. Tuy vậy, với Nguyễn Hữu An, vốn liếng thực chiến gần 30 năm từ 1945 đến 1974 đã giúp ông có sẵn nhiều tri thức quân sự được đúc rút qua thực tiễn chiến đấu, nên đến với nhà trường, ông đã có sẵn vốn liếng để liên hệ các lý luận học thuật. Do vậy, khi kể về tướng Nguyễn Hữu An, Tôi muốn nói nhiều hơn đến giai đoạn ông tự trưởng thành trong chiến đấu, trong vai trò người chỉ huy trực tiếp bộ đội tác chiến ở cấp chiến thuật. Từ thời chống Pháp, tướng Nguyễn Hữu An đã thể hiện tài cầm quân. Những năm trước chiến dịch biên giới 1950 trên con đường số 4 từ Lạng Sơn đến Cao Bằng, Nguyễn Hữu An là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 251 dưới quyền trung đoàn trưởng Đặng Văn Việt đã đánh nhiều trận phục kích thắng lợi gây tiếng vang lớn với những địa danh đã đi vào lịch sử như Lũng Phầy, Lũng Vải năm 1954, Nguyễn Hữu An là trung đoàn trưởng trung đoàn 174 đánh đội A1 và là nguyên mẫu của nhân vật trung đoàn trưởng Trang trong tiểu thuyết Cao điểm cuối cùng của nhà văn Hữu Mai. Nhưng với cá nhân tôi thì tôi hâm mộ nhất là giai đoạn tướng Nguyễn Hữu An chiến đấu ở mặt trận Tây Nguyên với những mưu kế dụ quân Mỹ ra khỏi căn cứ để tiêu diệt. Xin lấy ví dụ chiến dịch sông Sa Thầy để làm nổi bật lên sự mưu trí của tướng lĩnh, sự anh dũng của binh sĩ quân ta đã khắc phục nhược điểm về hỏa lực như thế nào để đánh thắng quân Mỹ được trang bị cực mạnh. Đầu tiên, ngày 19 tháng 10 năm 66, tướng An cho trung đoàn 320 dùng bộ phận nhỏ bao vây chọc tức quân địch ở đồn Pleasant. Lập tức sư đoàn bộ binh 4 của Mỹ đổ một đại đội bằng trực thăng xuống sau lưng, cách lực lượng bao vây của ta khoảng 3 km. Quân địch vừa đổ xuống, chưa kịp đánh bọc hậu lực lượng ta đang vây đồn, thì ngay trong đêm đã bị một đại đội của ta nằm sau chúng khoảng 2 km vận động đến tập kích. Ngày hôm sau, Mỹ lại đổ quân xuống phía sau để bọc hậu đơn vị Việt Cộng mà chúng mới phát hiện. Cứ như vậy, hai trung đoàn 66 và 320 đã đánh nhiều trận nhỏ để dẫn dụ quân Mỹ đến nơi mà quân ta đã chọn trước, được đặt tên là C1. Đó là một cái nương bằng phẳng ở gần biên giới với Campuchia. Để hòng bịt kín biên giới không cho ta chạy thoát, Mỹ đổ xuống đây một tiểu đoàn vào ngày 25 tháng 10. Chờ địch đổ quân khoảng 10 phút, bốn khẩu súng cối 120 ly của quân ta đã lấy sẵn phần tử bắn từ trước đồng loạt phát hỏa và bắn cấp tập trong suốt một giờ. Trong lúc pháo sát thương đội hình địch, thì một trung đoàn bộ binh của ta là trung đoàn 88 vận động đến tiến công theo ba mũi. Quân hai bên đan xen vào nhau đánh áp sát. Quân Mỹ bị thiệt hại nặng nề. Đến 26 tháng 10, phải cho 20 trực thăng xuống bốc lực lượng còn sống sót để căn cứ. Với mưu kế dụ địch ra khỏi công sự và dẫn dụ đến nơi quyết chiến điểm mà mình đã chọn sẵn, tướng Nguyễn Hữu An đã làm được điều mà binh pháp cổ gọi là đánh ở nơi không có thành, công ở nơi không có lũy, chiến ở nơi không có trận. Năm 1993, khi cùng viên tướng Mỹ Harold Moore đi thăm lại chiến trường Iadran, tướng Nguyễn Hữu An trả lời phỏng vấn của người Mỹ bằng một câu ví von rằng con hổ ở trong hang thì khó đánh, nhưng nó ra khỏi hang rồi thì dễ đánh hơn. Mưu kế dụ địch đến nơi ta đã chọn để tiêu diệt cũng là ví dụ tiêu biểu cho điều mà tướng Hoàng Minh Thảo thường xuyên nhấn mạnh trong cuốn sách dạy dùng binh của ông. Đó là Mưu hay nhất là mưu lừa địch, kế hay nhất là kế điều địch. Quý vị thân mến, trên đây tôi đã trình bày với quý vị một số câu chuyện về tướng Nguyễn Hữu An, một trong những danh tướng của quân đội nhân dân Việt Nam. Những câu chuyện này thật không thấm vào đâu trong bề dày mấy chục năm binh nghiệp của tướng An. Tuy vậy, khuôn khổ video cũng như hiểu biết của bản thân tôi chỉ có hạn. Cho nên với video này, mong muốn của tôi là giới thiệu với quý vị một nét chân dung của vị tướng, đồng thời có thể là sự khơi gợi cảm hứng để quý vị tìm hiểu thêm được như vậy đã là một thành công đối với tôi xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại